Hello everyone. Today we are going to learning Khmer language. Today is Wednesday. Today is Wednesday, 15 July 2020. Yeah, 2020. Chúng muốn về để chấp làm sắc xa và tỏ tự tiết cứ xôn với cả rầm lực nơi trên trên nhẹ để dựng bàn sắc xa cả lòng màu hơi cứ trên trên nhẹ phụ o trên trên nhẹ không phải xa không ấy cứ trên trên nhẹ phụ o dựng bàn sắc xa rồi chọc sọc group ở hơi hay dựng bàn to sắc xa rồi ngày nắng cứ sắc xa này trên trên nhạc bộ ồ. So I would like to review some our lesson about Khmer consonant sound O. But Khmer consonant sound O we learned already. Now I would like to review some Khmer consonant sound O. How many consonant sound O we studied? And how can you write consonant sound O? Consonant and subconsonant. So I count all the consonant sound O we study already to you, like go, ko, ngo, jo, cho, nyo, do, thu, to, to, and no. So we study already eleven consonant sound O. So I write for you. Go, go chứng, go, khổ, khổ chứng, khổ. Ngô nè ngô chơi ngô
ca an sầm lên đôi chữ cua khua ngua nứng à nứng về chữ stang đà rồi bỏ khai mùi chấm nôn rồi bỏ khai dưỡng chữ từ tới cái an cô khô ngô chụp đôi về sầm lên ô về ngon nó ngay mình chạm bạch cạch style cạch tăng từ chữ ua ngua ấy khang bay thế vừa rồi về về sound về sound o sập ấy nè chỗ nè chỗ trường chỗ 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 trường trường chỗ nhổ nhổ đồ đồ chuyển đồ thua đồ thua thua đồ thua thù thù đồ thù tố thố nấu nè đến sau đó tới cứ đập mùi tù nhưng riêng bạn đập mùi tù ấy đố thủ tên on đấy cứ chia chân chân nè bù ố để dựng bàn sạc xà chia hô hai màu rùi hai so this is all my consonant sound o we studied already like you see cô cô chuyện cô khô khô chuyện khô ngô ngô trường ngô chố chố trường chố 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 trường chố nhố nhố riêng tích tiết là khẳng mục nữa cứ nhố nhố trường nhố nè rồi nhố nâng viên miên pi và đồng ruột khuôn về nâng mũi hay nâng trường bỏ về nâng mũi tiền riêng được hàng mốc dân nâng đằng đặc biệt đố đố trường đố thú
thu chương thu à nưng đô thu nè thu chương thu nè thu nè thu tố tố chương tố thố thô chương thố nô nô chương nô ừ. Cứ dừng rọt tới mũi pi bảy bốn pram pram mũi pram pi pram bảy pram bốn đáp đáp mũi nè so we count all these consonants we studied 11 consonants but not finished yet we continue to more consonants today nè chim ran po nè đô chừng đô thu chừng thu nè và rob khmer nó có kho cô khô ngô cho 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 nhô đo tho đô thu nò nè kia rob sờ rob tặng o tiền o hay nâng o bị chỗ kia nè cả riêng nè thân ạ tì mùi tội tội nâng mà ấy cứ gọi rob tặng o nâng ai bạn bạn toàn bài chạy riêng o o đấy cứ dùng rob sờ rob tặng o sen co kho cô khô ngô cho 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 nhô đo tho đu thu no nè đô thu no nè tò tho tô thô nô bò pho bò pho mô yô rô lô vô so ho lo o nhưng rộp mà chọp nè tênh tiết ấy cừu oi rộp làng sốt và năng khỉa So when we learn at the first class first class at primary school in Cambodia in former my teachers teach us all consonant both consonant sound O and consonant sound R together and teachers always call two or three students come in front the board and say all the Khmer consonant both consonant sound O and sound R so we competition with all classmates yeah like sometime two student in front the board and count all Khmer consonant like co kho ko kho ngo cho 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 nho đo tho đô thu no so we we speak or say so fast yeah together So this is all consonant sound O we studied already but not finished yet we are go on more consonant sound O today After no, yes. Last week we learn about consonant no, no and no chừng no. So now today we continue to consonant po, po, po. Po, chừng po,
nè bầu this is phonetic for it this letter bầu bầu nè bầu you say bầu bầu bố chữ bầu bầu bố chữ bầu nè bầu chữ bầu Thank you. Thank you very much. So, this is the new consonant. Sound O. Po. Po chương po. And consonant and subconsonant. So I already told you already in Khmer. Consonant, all Khmer consonant, they are consonant and subconsonant, but except law. Law is no subconsonant. Yeah, only one consonant, except no subconsonant. So now. We practice how to write consonant po po po. Can you say po po? How to write consonant po? How to write consonant po? Okay, I write big letters for you. So first, we start from okay. This we got consonant po, I'll say letter po. Number one, lệch mui, nè đã lệch, nè nè lệch mui, number one, khmer number, lệch mui, and then two, nè. Two, okay. How to write? First, you draw like this, and then up. Draw up. Number three. Càng lớn đi lệch bay hay đọc về cho mặt cám cứ lệch buồn nè à, sao pô ní ba sạch sẽ cứ xuống lâu dương mơ một đoàn tiền á tìm mũi cứ cua chướng là in khmer Khmer say cua chừng cua chừng I don't know how to say in English we start from the bottom like this and then up down up and down so we got it the same
This is the consonant bowl. There are four steps how to write consonant bowl. Okay. Mũi nè, tì mũi cứ dân cùi chướng nè, nên hạ chướng vía cùi vía nên cùi nè mà chỉ hiền nên máu lấy mũi mũi dân cùi tiền vậy máu nè mũi tọa máu lấy pi làng lỡ nè hai bay bay nên cứ nè làng phnom cho phnom làng phnom cho phnom hai tí bốn cứ bật toát show bị lỡ cho crown. So how to write consonant bowl, there are four step. Yeah, number one we do like this, and number two throw up, and number three like this, and number four draw down. If you know how to write consonant bowl, so the sub consonant is same, it's not different, you see it same, yeah, same symbol. I put the number one, number two, number three, and four. Okay, I hope you understand this number, Latin number. This is Cambodian number now. Mũi, pi, bay, bùn. One, two, three, four. Okay. Subconsonant is not different. I told you. Okay, it's there. It's only the consonant is big and subconsonant is small then. Yeah, so subconsonant, yeah, from the bottom. Number four. So there are four step light. So you see, right? So please say follow me. Po, po, chương po, po, chương po. Khang krom ni, subconsonant, ke hai thai chương. Hai consonant ni cứ chân chân nè. Chân chân nè, chương. Khmai dân tha, chân chân nè, chương. Consonant, subconsonant. Nè, ở dô lại nâng á nè. So please understand like this. Consonant and sub
subconsonant chẳng mai dân cư miền tú hả nên mai là tú trên trên nè hai thằng cầm đấy cứ chướng trên trên nè. So I would like to say body and legs, but we say subconsonant. Nè mai cái thằng tú trên trên nè chướng trên 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 nè này khuôn trường khuôn trường khuôn bà đi so now rest and continue to practice how to combine how to combine consonant po with all Khmer vowel, Khmer vowel, vowel, Khmer vowel. So, sẽ say call. Vào sẵn năng nè mà ăn mình chênh vào nè khmer vào khmer vào ăn nước sạ nè chẳng so now we practice how to combine khmer consonant sound o po with all khmer vowels yes sát ni sai mà khăm ai dưỡng dưỡng tư xê vên vên tay mặt đoàn tới nè bố nè bố 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 bầu
This is my style teaching. So this space for put all Khmer vowel, Khmer vowel here. So all this space, I put this space for So this space for put Khmer vowel, okay. I told you already. So Khmer vowels, there are two sounds when it's combined with all Khmer consonant, because Khmer consonant there are two parts, consonant sound O and consonant sound O. So vowels always follow the consonant sound O or R. If the consonant sound O, so all Khmer vowels follow the sound. If consonant sound O combined with all Khmer consonants, Khmer consonant, Khmer vowels, so Khmer vowel sound O change to O, like here. So you see this bo e pi bo e pi bo e pi bo u pu bo u pu na pu pi pi pu pu. Okay, not pe pai pu pu, no. It's, you see, po is sound O. So all vowels, sra e, sra a, sra e, change sound to I, I, U, U. So we got the sound po I, pi, po I, pi, po U, pu, po U, pu. Okay. So we say like this. Pi, pi, pu. Pư, pia, pi, pi, pư, pư. Nè. Pu, pu, pu. Pu, pu, pu. Okay. Pô, u, pu,
Here. Po u po here. Po u po này, po u po. Po ơ pơ pơ pơ. Twer pơ in Khmer. Sra ơ, okay. Sra ơ. Po ơ pơ, né? Po ơ pơ. Sra e, okay. Po e pê. Nè. Và sao dựng đã rồi này mà nè anh ấy po e p đôi chữ cam p ok cam p anh ấy po e p nè sẽ e po e p nè po e p po e p nè sợ ai nè nè đôi chia nè bố bè nè mẹ bố bè bố bè nè sợ e sợ nè bố bè bố bè sẵn bố bè nè bố bè bố bé cái tham mạch ăn khle hả nè bố bé anh ấy sát bố bé này ấy trái ở bố bé bay bố sợi ấy sound với ấy bố ấy bay bố ấy bay bố e bè bố e bè bố ấy bay bố ô bố này sẽ ao này change sound to o bố ô bố nè sẽ ao change sound to o o chẳng bố ơ bờ like con bờ nè con bờ nó kia ta xây chẳng ạ con bờ nè nè sọc lá con bờ 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 nè âu âu nè mình con bao với nè đòi sọc ấy sọc lá xùm lên kia ta chẳng chẳng con bao bao bầu 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 nè nha sra om thu sra om pum nè pum đôi chia nè pum 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 các bạn nè pum các bạn pum ấy nè cả spy pum sai ấy rồi các máy nè anh ấy sẽ om đấy nè xem lên về om là nè pum anh ấy pum là đôi chia pum nol đại mean ở cả pol po gấm bầm nè anh đi po ấm bầm nè po ấm bầm chẳng xâm lên với
Ok. So now, say follow me. And all red color, all red letter, all red letter is vowel. Yeah, any vowel here? Vowel, 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 vowel. This the blue. Yeah, blue letters is a consonant. Okay, consonant. Po 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 po. Okay, vowel, all vowels. Yeah, red. So, po ear peer. Po ear peer. Po ear peer. Po e P P E P P U P P U P hay chẳng P P P P P okay P P P P P okay P P P P P P P nè P P U P P U P P U P P P P P P P P P nè anh ấy pú á pú nó cứ miền này à ăn call pú nè pô u pú nó cứ ăn call mà vẫn hay thả pú pú ó lục pú nè lục pú lục mía nè ăn call pú khmui hay thả lục pú nè pú pú nè mình đâu đại miền ayu tràn chiang hai pu ban sọc mai yeng po e pơ nè po e pơ original sound sra a nè but when combined with all consonant sound o so not sra a we cannot use sound a so we use sound e okay po e pơ 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 po e p p ro p nè originally p nè but if we put consonant ro together so po e p ro we got the meaning. I don't know how to say in English. P P Po A P Po A P Po A P nè P Po A P pa po pa nè original sound vowels vowel here is original sound the first sound is sra a but when we it's used with consonant sound o so sra a change sound to a po a pa po pa po pa po pa sat po pa go at go at na na go at po a pay po a pay po a pay po
ấy bay mà vẫn thả pro bay nè pro bay nó ăn khá là good mà vẫn nè pro bay nè po ấy bay pro bay à vẫn đó po e pè po pè go at go at say mày tới nè go at nữa đội chim đây ship mà mơ xanh bộ xây khó bộ bè nhôm bộ bè nhưng cái đại à so chi mà nè God God nè hãy nâng bàn tay của nó ship nâng cứ chim bộ ship nâng chim cho ý chi mô sẽ ý dân riêng rồi muốn hết và nó mô dân tên riêng ấy, chìm ship anh sạch chìm anh ấy bầu pè nè sạch bầu pè nó cứ à sạch để dùng tôi nhưng nè xong lên bầu pè giống nè nè God sound thật khởi nhé bộ này 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 chim thằng lớn cứ ship ship nó chim nè po pa nó cứ God nè God nè po o po po o po po o po sao ao này cứ use nè sound o nè po o po po ư pư nè po ư pư nè rồi có con pư rồi có sâm pư nè đã sâm pư chắc mắc các bạn này pô ư pư là gì ta sâm pư pro à so so dương riêng rồi hả sâm pư pô sâm pư là gì nè pô ư pư nè sâm pư nè nè cái ăn sâm pư nè chẳng là sầm lấy nhá sầm liếng sâm pư nè xong lấy lên thuần sâm pư nè how to sâm pư nè sâm pư cái tham mây tới ờ nè ngay po ôm pum à này first sound is om but sound o nè po ôm pum nè po ôm pum đôi chìa phá cá cò pum mày vẫn thế nè nè phá cá cò pum bạn ấy phá cá bị ọt
nè cá cro nè nè ở đây mẹ đây mẹ cọp bông này này anh ấy dạng ta bông bông nè bông dạng thà nôm bông ấy nè có bố sa âm này cứ về tới chia đá là nghe bố 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 bông mẹ bố ôm bông nè rồi chia bông nâu bụng nục sao ấy nhé nè bụng nục sao bầu ấm bơm bầu ấm bơm bơm đôi chỉ sạch mà bơm tray ấy nhé nè like cats chẳng dễ ta mà bơm tray ông khai tham mấy bầu được dân bơm nè bơm nó cứ lạnh nên cái para chỉ mũi sát đây để à nên để được là thật cam à bom nó cứ sát kla sát ấy nó về bom côn bom sạch đại việt si nó à nó cứ po om bom nè anh ấy bom à để được kla bom sạch à dân tới dân đã đấy chma bom sạch dân thêm tới vào nè so this is how to combine Khmer consonant po with all Khmer vowels with all Khmer vowel and how to read and how to say like po pa po pa nè hàng lớn ấy chim nè proper good great đây chẳng tới po so change add more con vowel okay there are more nè sẽ âm lấy nơi đó sẽ e nè bộ e p đôi chìa cro p nè cro p nâng stomach nè, stomach stomach nâng cứ crop bia nè hay sra e nè po e p sra o po u po nè đôi chìa ball nâng nè anh nâng pu nè nơi sọc máy là tức pu ấy nhé dần dễ pu ý pi đấy bố ố bố à nâng bố bố dưỡng nè mình sạch bố đây nè not snake bố nè bố nâng tham mạch đây ông khlê
Tam bất tới dân đang miền là sạ mùi ba tết đôi chia sạ ư nè nè anh sạ ư nó cứ vô sạ ư nó mọc xong kia chỉ mùi sạ a đôi chia ư riêng vì sao mày muốn cứ miền thèm thôi để lấy cái cắt cháo nè cho mượn tích tiết dừng đường bàn bất chạy riêng về rồi nè so continue to read po ear pia crop pia nè crop pia stomach 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 đôi ta chư gặp bia ô nhóm chư gặp bia I hurt my stomach cái những đạn đấy gặp bia nó bổ ya bia gặp bia bia gặp bia stomach bổ ý bê bổ ý bê bổ u bổ bổ nè bổ u bổ po e p à nên sạc e tôi chỉ sạc e đấy p là lại po o po là ngay po cứ po dương nên là này là po nên là po bài nè po dương này đang po tham mạch đấy mà mơ sân đã vài mơ của abdomen belly stomach anh đôi kia so now how to practice make a word. I will put the word and I need all of you to complete consonant or vowel to make a word. Chữ bùa nè chỗ plus plus nè lại nè dân đã ấy làm bè và ca tới chữ bùa nè cha bom smile nè
dừng riêng đặt máu nè anh ấy chào máu sẽ a anh ấy có chào lá tục cho lọt máu và đây là càng lớn sẽ ở dân dân mới bịa chữ bùa bùa dân chữ ô bùa nhóm chữ rồi là dân thay chữ bùa thì như thế stomach aches nè chữ bùa dân dân mới chỗ plus or combine with bla 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 and combine with blah blah and combine with sra o nè ta dương trực đại ấy so how to put consonant or vowel here you see this word chu bua chu bua okay this consonant cho chỗ chỗ is sound O we learn already chỗ how to put this forgot the word chữ so we put sra sra ư nè nè chỗ ư chữ here we got chữ here how we put consonant or vowel this vowel so here po okay po chẳng po we put consonant po okay po o po chữ chữ chỗ ư chữ po o po chữ po so we got the word chữ po here chạp bom smau chạp bom smau okay so this blank is no letters or consonant or vowel here this vowel this blank consonant blank plus consonant blank tên cực thế này tiện này đã ao ấy đây này lại này nè chẳng dừng mở cháp bom smile cho á chà chạm bó chạm chẳng cái này miền nói a here is we have vowel a but here is no letters so how we put consonant or vowel chạm chẳng here is we missing jaw okay jaw okay, cho á cha. So here we put a so bo. Okay, cho á cha bo chạp. Okay, so we got one word chạp. And here bo. How to make a poem? A word. Poem. So po we had but here we missing letter here. So sra
Ok, bố ấm bơm. Bố ấm bơm. Ok. And now, this job form we put already, right? We complete, but not yet. Smile, smile. So, how to put here? We got the smile. Yeah, this chừng mố. Okay, chừng mố. So, chừng mố. Small. Small out, smile. Yeah. So is consonant sound R. And then O. Chừng mố. Chừng mố is small. Small R. Yeah. Small R, small. So chừng mố small. Small out, smile. But next we learn how to nơi không phải sạc máy cái thả trên diện đẹp nhà trường và là đấy dừng ở toàn đến trên diện đẹp nhà trường và này dừng đang thả trường mố mố trường mố we learn already not yet sorry so trường mố small eyes smile chẳng chap bom smile lấy những đã tiết tao bom tao bom cồn tao bom cồn. Tao bom cồn chẳng miền ấy lời đã so to hay chân lo mà hay chân lo tiền mà chỉ là tới chỉ là tiền màu có mọi đạn pin tràn pin nè táo bom cồn chẳng dừng tay khơi nhé sạch táo với bom cồn về nè so lion pick up his baby it's his she her baby to somewhere tao bom con so now to blah 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 no blank is no word or no letter or consonant or vowel here. So we look back this word tao puam con tao to we had to but we missing here so how to put consonant or vowel here so to ao tao chẳng chừng đã nè vowel here to ao tao. So this sắc âm những bộ âm bơm táo bơm có we had but we missing some letter here how we put cone okay cone so here we put sắc o có o go here is
no chẳng cò ố cô nâng nấu côn táo bóm côn nè. So nè lời dừng mới chữ bùa thì sẽ chữ bùa người ta bùa chữ nè chữ bùa chô ứ chữ bồ ố bùa nó sẽ chô combine with vowels sra ư nè vowel ư chô ứ chữ consonant po combined with vowels o na sra o po o po chư po now we got the word chư po chap pom smau smau na chap pom smau cho a cha cha nè chó combine with sra a combine with bó cho a cha bó cha po combine with sra ấm po ấm pom so combine sub consonant mo so chữ mo small small combine with vowel sra ấu smau so chữ mo small small ấu smile chap form smile nhà chap với form smile từ thừa sầm bọc nữa tao form gone it's the same sentence nhà only change chap change smile to gone nè chap to tao to out tao yeah so you see to consonant sound o sra ao in the sound sound ao or to ao tao tao line yeah. Po om pom ko o ko no cone tao pom cone like lion pick up his baby này. So ở con tràn vừa nè. So thanks you very much. So today we finish more consonant. Po sound o po yeah. So tomorrow we continue to other consonant more so thank you very much for your attention to watching listening and practicing with me how to learn how to write my consonant, my vowel, and how to combine. Practice, yeah. Practice how to combine my consonant, my vowel, and how to make a word like here. Chữ bùa, cha bùa smile, and tao bùa cồn. So, yeah, bùa bùa. I don't know the word bùa in English. Okay, so thank you very much. So I hope all of you happy to learn Khmer language because we are Khmer or we are Cambodian. So we need to know our language and our letter. If we don't know, if we can't speak, so we in the future we will lose our nationality.
So our nationality, its language, culture, and yeah, language, culture too. It signs us our nationality. Okay, all prakon ang akon na, phaim kum lia, chumran po lia. Thanks you very much.